hoàn thành ước nguyện có tấm hình chụp chung với người anh quá cố. Ngày thi tốt nghiệp không còn xa và ước nguyện lớn nhất của bạn trong ảnh là có được một bức ảnh chụp chung với anh trai của mình là một trong 22 chiến sĩ đoàn KTQB-337 hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Trị 2 năm trước. 2 năm đã trôi qua và nay đã bước tới ngưỡng cửa đại học. Chúc em sẽ thi thật tốt để ở nơi phương trời xa, anh trai có thể nở nụ cười tự hào về mình. Điệp đi vào giấc ngủ thường nhật. Họ đã hóa thân, vĩnh hằng trong đất mẹ. Mấy ngày nay, người dân Paco, Vân Kiều của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, họ thức trắng đêm để chờ tin các anh. Mặc cho con đường dẫn tới đoàn kinh tế quốc phòng 337 nhiều đoạn bị sụt lún, hiểm nguy, bà con vẫn lội bộ gần chục cây số đến đơn vị, không chỉ để được nói lời chia tay với các anh lần cuối, mà còn sẵn sàng hỗ trợ và phục vụ lực lượng quân đội trong công tác hậu cần để tìm kiếm cứu nạn được nhanh hơn. Và rồi, họ không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến các anh, những người hàng ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng sẻ chia, giúp đỡ bà con có được cái ăn, cái mặc tươm tất, giờ đây lại nằm yên ở đó. Thank you.